Welcome back to my channel, Tina Channel. Tina Channel xin kính chào cả nhà và một ngày mới xin chúc cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Hello my friends, happy a new day and I wish the best to you and to your family. Today I'm inviting you to a very simple cooking with me. Yes, I'm going to making a ribs with egg, pork chop ribs and eggs and steamed rice. So that is my dish dinner tonight. So please enjoy and cook it with me. Cả nhà ơi, hôm nay Tina xin mời cả nhà trở lại với Tina nha, và nấu với Tina một dĩa cơm thịt heo sườn chiên, không phải đây đây là thịt này, không biết gọi là cái gì, nhưng mà nói chung là cơm thịt chia sườn chiên gì đó với lại trứng nha cả nhà, đó là như vậy, với lại dưa leo với lại ăn với cà chua. Một dĩa cơm. Hôm nay Tina xin mời cả nhà cùng nấu với Tina cho vui nha. Rồi chút xíu Tina sẽ làm nước mắm để ăn. Ok, bây giờ Tina bắt đầu chuẩn bị chiên nha cả nhà. Ok. Cả nhà ơi, thì bây giờ Tina sườn Tina đã xong rồi nè. Bây giờ Tina gắp ra nha cả nhà, vàng rồi cả nhà ơi. Đó, bây giờ Tina chuẩn bị để ăn cơm nha cả nhà. Đó. Rồi còn bên này thì Tina sẽ chiên hai quả hột gà, là một dĩa cơm sườn hai quả hột gà nha cả nhà. Đây, rồi bây giờ Tina gắp thịt ra. Đây cả nhà ơi, đây là một dĩa Tina đã làm xong rồi, bây giờ để Tina sẽ chiên hột gà. Gà ốc la nha cả nhà. My friends, I'm doing egg now, I'm cooking egg now. And this what is it? Chopped pork. Pork chop. Yeah, pork chop. I already done. It's already crispy fried. So now I'm ready. I'm waiting for the egg and then I'm ready to eat. Okay, wait a while you're waiting for egg, I'm getting ready for the meat. And sauce, I already make the sauce here too. Okay, so now I'm going to cut the meat. Very simple dinner for me. Cả nhà ơi, rất là đơn giản nha cả nhà, bữa cơm hôm nay rất là đơn giản nha cả nhà, chỉ là một dĩa cơm sườn, hai quả hột gà, chứ không phải hai quả xiên vàng nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Tina chờ đợi hột gà để là xong.
my friend. It is very simple dish of rice for my dinner. Very simple. Simple and easy and quick. Cả nhà ơi, đây là một dĩa cơm chiều của Tina rất là dễ dàng. Không có gì khó hết. Cái chảo này hơi bị dính nè. Nhưng mà sao kệ. Cái bây giờ có không biết làm sao nữa, bị dính. Rồi, Tina sẽ cắt. Đây cả nhà ơi, đây là hành phi Tina phi. Tina sẽ dời cái này qua bên này tí đó. Rồi. Đây, xin mời cả nhà, đây là một dĩa cơm dinner của Tina nha. Rồi đây là một dĩa cơm sườn chiên với lại hai quả trứng, chứ không phải là hai quả tim vàng nha. Tina sẽ ăn với nước mắm chua ngọt Tina đâm, ăn với cà chua với lại dưa leo. Đó là một buổi dinner của một buổi giấc chiều của Tina. Hi my friends, this is my dinner food. So it's pork chop and eggs and steamed rice and sweet and sour sauce I make with tomatoes and cucumber. So I'm inviting all of you to enjoy dinner with me. Okay, once again, thank you so much for all your support, my video, and welcome to my channel, and thank you for watching. And please don't forget to subscribe me. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian coi video của Tina. Và cuối video, Tina xin chúc cả nhà luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Tina xin hẹn cả nhà video kế tiếp. Tina xin thật cảm ơn. Bye bye.